Sáng nay, Văn phòng Thành ủy tổ chức hội nghị Văn phòng cấp ủy đánh giá tình hình hoạt động của Văn phòng Thành ủy, Văn phòng các quận, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2020-2022. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự hội nghị. Theo đánh giá tại hội nghị, 2 năm qua, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng các quận, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn và chuyên sâu, đặc biệt đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, việc thành lập tổ công tác tham mưu chuyên sâu đã góp phần chủ động tham mưu gần 40 đề án, báo cáo chuyên đề trên các lĩnh vực giúp cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện và triển khai nhiều chủ trương, đề án quan trọng trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững theo nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.